chào anh chị đã đến với buổi trưa giá rẻ ngày hôm nay. Thì bảo bán khá là nhiều dòng máy pin mini đầu 10 ly cho quý anh chị mình xài á, thì nó cũng không có hàng để đáp ứng tại mùa dịch. Thì hôm nay bảo sẽ tiếp tục làm thêm một chương trình máy giá rẻ xài bằng pin nha. Con này là thương hiệu Dewatt này, Dewatt Trung Quốc nha. Đó, con này á với mức giá ngày hôm nay nó rẻ khủng khiếp luôn. Anh chị nào mà chê mắc rẻ nữa thì bảo cũng bó tay rồi. Bảo làm chương trình mùa dịch á, bình thường á là 580.000, nhưng mà trưa hôm nay bảo tính 490.000 thôi, giá mềm xào luôn. Đó, cho quý anh chị mình ai thích một con máy xài pin công trình cũng được này, bắn vít bắn tôn, tí bảo test sau nha. Còn gia đình thì mình có thể là khoan mùi 6-8, khoan tường bắt vít này nọ là khá thoải mái luôn. Rồi mình đi vào bên trong máy nha, mười mấy con thôi anh chị à, nên là mình tranh thủ. Thứ nhất là hai pin đầy đủ 5 cell hết nha, pin 36VF nè, pin là pin li-ion, có thông số kỹ thuật cảnh báo hết, nên là mình xài hai cục pin, một cục sạc adapter. Lúc mà mình ghim vào á thì nó sẽ báo là đèn đỏ nha. Đó, mình ghim vào, ghim vào thì pin sẽ báo đỏ này. Đó, còn mà nếu mà đầy pin á thì sẽ báo xanh nha. Đó, đơn giản cực kỳ luôn. Pin là pin 21V, khá là nhỏ gọn, xài công trình gia đình mà con máy này cũng khá là mạnh á. Cục này là chưa sạc pin rồi. Đó, về sạc pin, ba chức năng nha, Dewatt ba chức năng. Thì mình xài là chức năng bắn vít nè, chức năng khoan tường, khoan gỗ nhẹ nhàng, và chức năng là khoan bê tông mũi 6, mũi 8, mũi 10. Rồi, cấp trượt bắn vít thì gồm 25 cấp trượt. Đầu con này á là đầu khá chuẩn nha, loại 1 nha, nên là đầu này rất là chuẩn luôn, cực kỳ chuẩn. Rồi, kế bên là công ty tặng thêm là hai đầu vít hai bên. Bên trên là chức năng tăng lực đập và vòng tua khác nhau. Mình gạt lui sau á thì tốc độ bắn của nó thì sẽ vòng tua ít, nhưng mà lực khỏe là gấp 3 lần. Rồi, thông số kỹ thuật đây. Con máy này là đầu 10 ly này, vòng tua máy là từ 0 đến là 1400 vòng, còn cấp chậm là 0 đến là 350 vòng, 35 Newton nha. Công tắc là điều tốc có hết, nhanh chậm có hết. Rồi, bên trước là có đèn báo sáng. Hai cục pin cho mình xài cũng khá là lâu rồi, đảo chiều tới lui luôn. Rồi thì đi kèm máy là chỉ có là 490 thôi, giá nó bèo khủng khiếp luôn. Thì mình sẽ có nào là quà tặng con sâu đảo gốc nè, mũi khoan thì cái này xài gia đình thì được, thợ thầy thì mình xài những cái cao cấp hơn. Đó, đầu bắn vít bắn tôn có hết, về xài gia đình, mũi khoan là khoan được hết. Với mức giá thì đợt này bảo sẽ mang tới cho anh chị mức giá là rẻ nhất tại cửa hàng luôn, 490.000. Rồi, mức giá nó quá rẻ luôn anh chị à. Giờ bảo sẽ ra bắn thử tôn cho anh chị xem. Tại làm buổi trưa nên là thời gian nó cũng có hạn, nên là bảo test sơ sơ cho quý anh chị mình xem luôn nha. Đó, có hai pin một sạc là xài được rồi, khá là ngon luôn. Giờ mình đi vào test thực tế nha. Con này có hộp đựng chắc lắm. Thì giờ bảo sẽ tiến hành test trên nền sắt y cho anh chị mình xem nó cụ thể hơn này. Sắt này rất là dài á, sắt y thì anh chị cũng biết rồi, độ dài khá là cao. Thì mình sẽ bắn tôn vào cây này luôn nha. Đó, bắn tôn thì cứ thế là bắn thôi. Pin này cũng chưa có sạc luôn á, về là mình sạc là nó sẽ mạnh hơn. Đó, nhẹ nhàng cực kỳ, con ốc khá là dài luôn. Ốc dài lắm. Đó, cấp trượt yếu thì mình có thể tăng lên, đang để có 15 mà, mình có thể tăng lên cao hơn nha. Wow, chào, nó xuyên qua cái cây dưới luôn. Nói chung là nó cũng làm việc khá là nhẹ nhàng thôi, tôn dày, còn tôn mỏng thì nó đơn giản cực kỳ thôi. Đó, thấy cấp trượt hơi yếu nhưng mà bảo cùng test cho anh chị mình xem. Còn những cái món này thì nó bắn quá là nhẹ nhàng luôn. Với mức giá trưa ngày hôm nay nó chỉ có là 490.000, một mức giá hỗ trợ mùa dịch khá là sâu cho một con máy Dewatt Trung Quốc này. Thì anh chị nào mà có nhu cầu xài công trình này, gia đình thích chế cháo bắn vít mở linh kiện điện tử thì mình sắm con này khá là nhẹ nhàng rồi. Đi kèm máy là hai pin một sạc nha, một sạc adapter được bảo hành chính hãng 3 tháng toàn bộ luôn, pin bảo hành, sạc bảo hành và máy bảo hành.
Rồi nhớ xem xong á thì ủng hộ Bảo một đăng ký kênh với là một lượt like, thì Bảo làm chương trình tốt á thì nó sẽ YouTube nó sẽ thông báo thì quý anh chị mình vào xem luôn, thấy mức giá rẻ thì mình đặt ngay nha. Rồi số lượng hôm nay nó chỉ còn là 15 16 bộ gì thôi, thì anh chị nào mình có thể tranh thủ mua 490.000 thôi, rất là rẻ nha. Rồi Bảo xin chào tạm biệt.